Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tranh cướp đồ cúng cô hồn và trách nhiệm của nhà nước, của dân, do dân và vì dân. Ngày rằm tháng 7 vừa qua, một sự kiện hy hữu đã xảy ra ở quận 6 Sài Gòn. Đó là việc hàng trăm người tập trung trước cổng thẩm mỹ viện Chetty Anger để chờ đợi nhận gạo, tiền từ thiện. Một đoạn video dài 3 phút lan truyền trên mạng xã hội Facebook vào ngày 1 tháng 9 thấy cảnh hàng trăm người chen lấn, giành giật hàng phát chuẩn. Thậm chí nhiều người tràn ra đường, xô đẩy nhau, xô cả rào chắn inox trong sự bất lực của lực lượng công an và nhân viên bảo vệ. Theo tờ báo Việt Nam Express cho hay, trước đó thẩm mỹ viện Chetty Anger thông báo sẽ tổ chức phát quà từ thiện gồm 2,5 tấn gạo và 500 phong bì có giá trị 300.000 đồng mỗi phong bì. Nhưng do không lường hết được người dân đến nhận phần quà quá đông, vì số phần quà ít hơn số người có mặt nên đã xảy ra hỗn loạn. Cảnh tượng hỗn loạn trong buổi phát tiền từ thiện trước thẩm mỹ viện Chetty Anger. Sau sự việc xảy ra, trên trang Facebook của thẩm mỹ viện này đã thông báo bày tỏ lời xin lỗi người dân đã đến mà không nhận được quà. Thẩm mỹ viện cho biết chính quyền địa phương yêu cầu dừng lại không được phát phong bì vì sẽ xảy ra lộn xộn nên chúng tôi buộc phải chấp hành, không còn cách nào khác. Được biết, trong lúc chen lấn hỗn loạn, đã có một số người bị ngất xỉu và một số người quá khích cầm dao đe dọa nhân viên thẩm mỹ viện đã khiến buổi phát tiền phải dừng lại. Cùng ngày, báo Tuổi Trẻ đã ghi nhận có một số vụ việc tương tự ở các địa điểm phát chuẩn của thành phố như vụ giật đồ cúng cô hồn phường 16 quận 11 dẫn đến việc một nhóm thanh niên mang theo mã tấu chém bị thương 3 người. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 31 tháng 8 tại tiệm bán sơn nước trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16 quận 11. Khi chủ cửa hàng cúng xong, con heo quay còn chưa tàn hương thì xuất hiện một nhóm thanh niên khoảng hơn chục người chuyên đi giật đồ cúng cô hồn. Đi trên nhiều xe gắn máy đi ngang qua thấy cúng nên dừng lại chờ để giật thịt heo. Khi chủ cửa hàng chia cho nhóm này một cái đầu heo, lúc đó đã có chuyện lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn với một người chạy xe ba gác ở khu vực. Tức giận, nhóm thanh niên này lên xe rời đi và 15 phút sau quay lại với hung khí lao vào chém tài xế xe ba gác. Hai khách ngồi cùng tài xế cũng bị chém thành bị thương. Đây là vấn đề xã hội mà chính quyền các cấp cần phải quan tâm để có biện pháp giải quyết. Đừng để chỉ vì vài ký gạo, vài trăm ngàn đồng từ thiện mà khiến người dân sẵn sàng chen vào, xâm lấn, xô đẩy cổng rào chắn, kể cả có sự có mặt của lực lượng công an, dân phòng. Để giành được quà, người dân bất chấp tất cả, không chịu xếp hàng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Mấy năm nay ở Nhật bị sóng thần đã làm tan hoang các thành phố, làng mạc. Song ở các điểm phát chuẩn, người dân Nhật Bản vẫn kiên nhẫn xếp hàng, có thứ tự, hoàn toàn không có hiện tượng tranh cướp như ở Việt Nam. Có lẽ cái gốc của vấn đề là sự nghèo đói và sự giáo dục đạo đức cho dân chúng ở Việt Nam đã không được quan tâm đúng mức, đã khiến cho sự liêm sỉ của con người bị vật chất lấn át. Đừng nói người dân bình thường, mà ngay cả những cựu chiến binh từng hy sinh xương máu cho chế độ cũng như vậy. Theo tờ báo Dân Trí ra vào ngày 8 tháng 2, trong bài viết với tiêu đề Nỗi thấu khổ người bệnh binh giữa thủ đô thèm bữa cơm có thịt, bài báo cho biết cựu chiến binh Hoàng Công Đức ở số 8 ngách 87, phường Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội nói: "Bao năm chinh chiến, tôi không sợ đói khổ, chỉ thương bà ấy và thằng con bệnh tật. Giá mà có chút tiền để bữa cơm của hai mẹ con có tí thịt thì đỡ xót lòng." Bài viết về bệnh binh trên báo Dân Trí. Một đất nước với những vấn đề xã hội nhỏ như thế mà không được giải quyết. Vậy mà những năm gần đây, hội nghị nào người ta cũng thấy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố theo lối khoe khoang rằng đất nước của chúng ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, trong khi còn nhiều triệu đồng bào Việt Nam vẫn còn phải vật lộn với cơm, áo, gạo, tiền. Họ chỉ dám mơ một bữa cơm của vợ con có chút thịt. Thì thưa hỏi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông và các đồng chí của ông đang chiến đấu vì cái gì? Đã làm gì cho nhân dân đất nước hay chưa? Hay chỉ biết bốc phét để mà mị dân? Đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày nay. Và chính quyền ở Việt Nam là của dân, do dân và vì dân, bằng những lời sáo rỗng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin
tranh cướp đồ cúng cô hồn và trách nhiệm của nhà nước, của dân, do dân và vì dân. Báo động về tình trạng sử dụng bạo lực trong đồn công an ở Việt Nam. Tình trạng bạo lực trong các đồn công an ở Việt Nam không phải là chuyện hiếm gặp, mà đã có rất nhiều trường hợp nghi phạm khi đang bị giam giữ trong đồn công an đã bị tử vong bất thường bằng rất nhiều hình thức khác nhau đáng ngạc nhiên. Mới nhất, một phó trưởng công an xã ở tỉnh Đồng Tháp vừa bị bắt vào hôm 31 tháng 8 và bị khởi tố về tội danh làm chết người trong khi thi hành công vụ. Theo tờ báo Tuổi Trẻ chia sẻ, thiếu tá Hồ Thanh Hòa, phó trưởng công an xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, xã Đồng Tháp đã đá một người say rượu đến chết tại đồn công an xã. Theo đó, thiếu tá Hòa bị cáo buộc đã gây ra cái chết cho ông Trần Văn Đảm, 56 tuổi, là người trong xã này. Vào tối ngày 28 tháng 8, khi ông Đảm bị đưa về đồn công an để làm việc, với lý do công an nhận được tin báo, ông này nhậu say gây mất an ninh trật tự trên địa bàn của xã. Theo bản tường trình của thiếu tá Hòa, ông Trần Văn Đảm đã lớn tiếng chửi mắng cả công an. Sau khi bị đưa về đồn, khiến ông Hòa do không kiềm chế được bản thân, đã tức giận và đá vào người ông Đảm rất nhiều lần và đã gây ra thảm họa chết người. Bản tin phó trưởng công an xã đánh chết người dân và ông say xỉn ở đồn đã lan tỏa khắp nơi. Sau đó, thiếu tá Hòa để mặc trông Đảm nằm tại chỗ và bỏ ra ngoài khoảng 10 phút. Khi quay trở lại, ông Hòa đã phát hiện ông Đảm đã bất tỉnh, co giật, nên vội đưa ông này đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Đảm đã tử vong trên đường đến trạm y tế xã. Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã xác định thiếu tá Hồ Thanh Hòa đã sử dụng vũ lực quá mức cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thiếu tá Hòa để mà điều tra. Ngay sau đó, thiếu tá Hòa đã bị giám đốc công an Đồng Tháp tước danh hiệu công an nhân dân. Theo dư luận xã hội cho rằng, việc thiếu tá Hồ Thanh Hòa bị khởi tố, bắt giam do đánh chết dân ngay tại đồn chứng tỏ ông Hòa không có thân thế, thiếu chỗ dựa và tiền chưa nặng để chạy tội. Việc cấp trên xử lý nặng với thiếu tá Hòa là chuyện rất hi hữu, ít khi xảy ra tại Việt Nam. Vì những năm gần đây, tình trạng người dân chết bất thường tại trụ sở công an là một câu chuyện hết sức phổ biến từ Bắc, Trung đến miền Nam. Việc này nghiêm trọng tới mức trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông báo về tình trạng sức khỏe bình thường của một số người khi họ nhận được thông báo từ chính quyền mời lên làm việc. Họ đã đăng những tờ giấy được mời lên mạng xã hội và nói họ vẫn khỏe để đề phòng trường hợp khi trở về có thể bị thương tích. Mới đây nhất, tờ Việt Nam Express cho hay trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 8 tháng 8 cho thấy trưởng công an xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước là trung tá Lê Hy Cao đã đấm và đạp liên tiếp vào anh Đậu Ngọc Hoàn khiến anh này bị chảy máu đầu. Lúc đó anh Hoàn đang ngồi trên xe ba gác và bị nghi là chở đồ gian. Được biết, trung tá Cao sau đó đã bị đình chỉ công tác 2 tháng, còn anh Hoàn, nạn nhân của bị trung tá Cao đánh đập, đã được công an huyện và chính quyền địa phương đến thăm hỏi. Trung tá Lê Huy Cao đạp đầu anh Đậu Ngọc Hoàn, người đàn ông cởi trần. Theo đài BBC tiếng Việt, luật sư Phạm Công Út, trưởng văn phòng luật Phạm Nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh đã nói với đài này như sau: người dân có quyền nghi ngờ về những cái chết trong đồn công an mà báo chí hay tường thuật là do nạn nhân tự tử bằng những vật dụng đơn giản đến khó tin. Ví dụ như quần áo họ đang mặc trên người, và một khi kết luận giám định pháp y những vụ này không được công khai và vẫn được xem là bí mật nhà nước, thì người dân lại càng hoang mang và hoài nghi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mình hoặc người thân được mời đến đồn công an để mà làm việc. Cho dù không có con số chính thức của nhà cầm quyền Việt Nam về số người đã bị chết trong đồn công an hàng năm, báo chí trong nước đưa tin con số vào năm 2018 có 11 nạn nhân chết khi bị công an tạm giam, nhưng số liệu này được cho là thông tin không chính thức và thực tế có thể còn cao hơn gấp rất nhiều lần. Và những con số đó thường nằm trong bóng tối thuộc dạng tuyệt mật của nhà nước. Được biết, trong thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3 năm 2015, một đại diện của Bộ Công an đã báo cáo rằng trong 3 năm 2011 cho đến 2014 đã xảy ra tới 226 vụ chết người trong đồn công an, một con số khủng khiếp.
buổi họp công bố quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Phó trưởng Công an xã Tân Thành B. Theo báo Công an Nhân dân ngày 3 tháng 5 năm 2017, thống kê của Bộ Công an Việt Nam không nói rõ về những con số của các vụ bạo lực xảy ra tại đồn công an trong các trại tạm giam ở Việt Nam. Nhưng các vụ tử vong thì khi bị bắt thì vẫn được đề cập. Phát biểu tại hội nghị khoa học giải pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân trong phòng chống tội phạm ở Hà Nội diễn ra vào ngày 14 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khi đó đã nhấn mạnh một số giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ trong phòng chống tội phạm như sau. Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn cho nhân dân và cán bộ công an. Trong trường hợp không sử dụng vũ lực theo quy định của pháp luật, cần đảm bảo an toàn cho cả đối tượng phạm tội, phòng ngừa đối tượng phạm tội tự sát, tự đả thương, v.v. Ngay trong hiến pháp của Việt Nam cũng ghi nhận sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Vì vậy, công an không có quyền hành hung người khác, chứ chưa nói đến việc nhân viên công vụ có nhiều điều luật ràng buộc khác nhau. Do đó, cơ quan công an phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người dân bị tạm giam, tạm giữ, kể cả được mời lên làm việc tại cơ quan công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay với bản tin báo động về tình trạng sử dụng bạo lực trong đồn công an ở Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.